mọi người và chào mừng mọi người đã quay lại với channel của mình. Chủ đề của video hôm nay là swatch và review dòng son BOM Matte Holy Tint. Mình có tổng cộng 5 màu son, đặc biệt trong đó là 3 màu mới nhất vừa được ra mắt với tone trầm đất đen trendy và rất phù hợp với da của người Việt Nam. Kèm theo là 2 màu cũ cũng xinh không kém. Trước khi vào phần review thì mình sẽ vào phần thiết kế son trước nha. Cây son được đựng trong hộp giấy với tone trắng đen chủ đạo kèm tên hãng, tên son, thông tin và mã màu son. Thiết kế của son là dạng hình trụ vuông ngắn màu đen, mặt trước có tên hãng kèm một phần trong suốt nhỏ để thấy màu son bên trong, vỏ son bằng nhựa và cây son cầm vừa tay. Đầu cọ son nhọn có khoét lỗ ở giữa để dễ lấy son, lông cọ mềm, dễ thao tác trên môi. Mình sẽ swatch 3 màu mới trước và đầu tiên là màu HRD103. Đây là màu đỏ ánh nâu, một màu son đen trendy hiện nay và được nhiều bạn khá là yêu thích. Màu này sẽ thiên về tone ấm nhưng ánh cam không nhiều, rất hợp với da người Việt. Màu son dùng được cả khi không có hoặc là có make up. Sắc nâu không bị quá trầm cho nên dùng mặt mộc không bị dư. Mình thích nhất là dùng màu này tô lồng môi thật nhạt, rất hợp cho mặt mộc để dùng hàng ngày. Còn khi tô đậm thì màu son sắc sảo hơn, có thể dùng trong các dịp tiệc tùng, v.v. Dòng Matte Holy Tint có chất son kem nhung với độ ẩm cao. Theo mình thấy thì kết cấu của bạn này khá mỏng nhẹ, thoải mái, mềm và cực mướt khi lướt trên môi. Chất son sẽ hơi ẩm khi mới tô, một vài phút sau hơi khô lại nhưng không khô hoàn toàn, vẫn để lại độ ẩm mượt cho môi. Màu tiếp theo sẽ là HBG502 Sunset Brown. Đây là màu kem nude ít đất và có ánh hồng. Mình thấy màu này khá là tự nhiên, vừa là một tone MABB phù hợp với kiểu make up nhẹ nhàng, vừa hợp với kiểu make up sắc sảo hoặc là tay tay một xíu. Hoặc là với những bạn nào thích mix son thì màu 502 chắc chắn sẽ là một màu son base hoàn hảo. Các bạn hãy xem đến cuối video sẽ có đoạn mình dùng màu này để mix son nha. Màu này sẽ hợp với các bạn da trắng và da trung bình. Với da ngâm thì có thể màu sẽ ngả hồng nhiều vì bạn này có lớp base hồng. Với mình thì màu này cần thêm xíu má hồng để dùng hàng ngày. Son sẽ có mùi hương giống kẹo trái cây Sugus, mùi nhẹ nhàng, không nồng, không ngọt gắt. Mùi sẽ rõ nhất khi mới tô, tầm 3 đến 4 phút sau khi tô thì mùi phai đi nhiều, không ngửi thấy rõ nữa. Màu son còn lại trong 3 màu mới đợt này là HBG503 Cinnamon Beige. Dạo gần đây thì các màu MABB thuộc tone nude đất như màu 503 đang cực hot và trendy. Bạn này có sắc cam nude pha với sắc nâu, mình thì chỉ thích tô màu này cho lồng môi thôi. Màu son sẽ hơi đậm hơn màu môi thật một xíu, hợp với mọi tone da, nhìn vừa tự nhiên vừa thời thượng, hợp với nhiều phong cách khác nhau. Với da của mình thì màu này dùng mặt mộc được và kết hợp với màu má cùng tone rất xinh. Tuy nhiên thì có thể do lớp stain của bạn này hơi chói cho nên tô đậm có cảm giác màu son hơi tươi hơn. Mặc dù son có finish mỏng nhẹ nhưng độ che phủ lại tốt, cover được vân môi để lâu hay ngồi điều hòa cũng không làm khô môi do có chứa phức hợp từ các loại hạt giúp môi mềm mượt. Điểm trừ nhỏ là thỉnh thoảng son bị dây ra, nhưng với mình chất son mềm ẩm thì điểm trừ này chấp nhận được. Ngoài 3 màu mới thì trong video này mình sẽ swatch thêm 2 màu cũ là 102 và 501. HRD102 Vampire Red là một sắc đỏ thuần, khá tôn da và làm trắng răng. Màu son không kén da nhưng đối với da ngâm thì màu son có thể sẽ hơi chói và ngã về sắc hồng nhiều. Màu này tô lồng môi là màu đỏ hơi có ánh hồng, không quá đậm và dùng được cho mặt mộc. Còn tô đậm thì màu khá là rực rỡ và nên có make up. Mình thấy màu này khá là trẻ trung và tươi tắn. Bạn nào thích màu son năng động mà vẫn có sức cuốn hút thì hãy chọn 102 nha. Dòng Matte Holy Tint giữ màu tốt tầm 5 đến 6 tiếng không ăn uống. Ăn uống nhẹ thì còn khoảng 60% màu son. Ăn uống nhiều thì trôi gần hết nhưng vẫn còn lại lớp stain khá li. Lớp stain cần phải có tẩy trang có dầu mới tẩy sạch được. Cuối cùng trong video hôm nay là màu HBG501 Vintage Brick. Đây là màu cam gạch có pha ánh đỏ. Màu này thuộc tone gạch trầm khá là cổ điển và phù hợp với các concept theo lối hơi retro một xíu. Mình thấy 501 sẽ hợp với mùa thu đông nha. Các bạn da tone ấm dùng màu này sẽ xinh hơn và khi dùng thì nên kết hợp với make up cùng tone. Vì có nhiều sắc cam cho nên điểm trừ của màu này sẽ là hơi xỉn men răng. Nhìn chung mình thấy bảng màu son Matte Holy Tint khá đa dạng, phù hợp với nhiều tone da và nhiều style make up khác nhau. Và các màu này cũng rất hợp với da của người Việt, có thể dùng được ở nhiều hoàn cảnh cũng như là đa dạng lứa tuổi từ học sinh, sinh viên cho đến các bạn đang đi làm.
Vừa rồi là phần swatch và review 5 màu son BOM Metallic Tint. Trong 5 màu này thì mình thích nhất là màu HBG502, ton MABB mình đang dùng nhiều gần đây, và màu mà mình thấy dễ dùng cũng như là an toàn nhất là HRD103. Video đến đây thì cũng hết rồi. Hẹn gặp lại ở các video sau. Bye!